Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Đàng Tiểu Bình đã vươn lên nắm quyền, mở ra một kỷ nguyên cải cách kinh tế sâu rộng tại Trung Quốc, tập trung vào bốn hiện đại hóa. Đàng Tiểu Bình đã thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, bãi bỏ nhiều hạn chế kinh tế kế thừa. Từ thời kỳ Mao Trạch Đông, khuyến khích khu vực tư nhân phát triển và thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. Nhờ những cải cách táo bạo này, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra những thách thức đáng kể về tự do chính trị và xã hội, đặc biệt là khi người dân Trung Quốc ngày càng tiếp xúc với các giá trị và hệ tư tưởng phương Tây. Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông mất vào tháng 9 năm 1976, hưởng thọ 82 tuổi, sau một cuộc đấu tranh kế vị ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió. Phế thực dụng do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo đã giành quyền lực từ phế cấp tiến, chính thức khép lại cách mạng văn hóa. Vợ của Mao Trạch Đông, Giang Thanh, cùng ba nhân vật cấp tiến khác bị phế đối lập miệt còn gọi là bè lũ bốn tên, bị đưa ra xét xử và nhận án tử hình hoặc tù chung thân. Các chính sách bình đẳng của thập kỷ trước bị đảo ngược, thay vào đó là một chương trình mới tập trung vào hiện đại hóa kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, người đã sắp xếp những người ủng hộ mình vào các vị trí then chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ, trọng tâm chuyển sang cái gọi là bốn hiện đại hóa: công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ và quốc phòng. Đặng Tiểu Bình từng là lãnh tụ của phe phản đối chương trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa nhanh chóng của Mao Trạch Đông, và trong cách mạng văn hóa, ông bị buộc phải làm lao động chân tay để thành khẩn sửa chữa sai lầm. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình vẫn kiên trì theo đuổi cách tiếp cận thực dụng, thường được ông ví như câu ngần ngữ Trung Quốc mò đá qua sông, ý nói tới cải cách cần phải thử nghiệm, cũng có thể mắc phải sai lầm, sai rồi có thể sửa đổi, không thử nghiệm thì vĩnh viễn không phát hiện ra cho sai. Tương truyền, ông cũng từng phát biểu, mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì có gì quan trọng. Trong khuôn khổ chính sách, nhiều hạn chế đối với hoạt động tư nhân và khuyến khích lợi nhuận đã được bãi bỏ, đồng thời khuyến khích người dân nỗ lực làm việc vì lợi ích của bản thân và xã hội Trung Quốc. Khẩu hiệu quen thuộc, phục vụ nhân dân, được thay thế bằng một khẩu hiệu mới, đi ngược lại các nguyên lý cốt lõi của tư tưởng Mao Trạch Đông, làm giàu cho nhân dân. Yếu tố then chốt cho sự thành công của chương trình là khả năng thu hút công nghệ và vốn đầu tư nước ngoài của chính phủ. Trong hơn 2 thập kỷ, Trung Quốc đã bị cô lập khỏi những tiến bộ công nghệ diễn ra trên toàn cầu. Để bù đắp thời gian đã mất, chính phủ từ bỏ chính sách tự lực cánh sinh và tìm cách cải thiện quan hệ quốc tế. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích đầu tư nước ngoài và cử hàng ngàn sinh viên và chuyên gia ra nước ngoài để học hỏi các kỹ thuật ở những nước tư bản. Có lẽ nhờ cách tiếp cận thực dụng này, trong những năm sau 1976, Trung Quốc đã có những bước tiến lớn trong việc giải quyết các vấn đề kinh niên về nghèo đói và kém phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi. Trong những năm 1980, nhà ở, giáo dục và vệ sinh được cải thiện và cả sản lượng nông nghiệp và công nghiệp đều tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, dù thực tế có những thay đổi tích cực, nhưng các nhà quan sát, đặc biệt là ở phương Tây, vẫn liên tục có lợi ra tiếng vào với cách vận hành của chính phủ Trung Quốc. Đặc biệt, họ nhằm vào thứ hiện đại thứ năm mà theo quan điểm của họ là Trung Quốc còn thiếu. Bản thân Đặng Tiểu Bình khuyến khích người dân lên tiếng chống lại những sự thái quá trước đó, tức là những hành động trong cách mạng văn hóa. Vào cuối những năm 1970, với chính phủ đã thể hiện tính khoan dung bằng cách cho người dân đã dán đại từ báo, chỉ trích những lạm dụng trong quá khứ lên bức tường gần quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Bắc Kinh. Đại từ báo, tức là những tấm poster chữ lớn. Trong thực tế, có nhiều người ở Trung Quốc đã sang các nước tư bản phương Tây để học hỏi và quay trở lại để giúp đất nước. Nhưng có người cũng đi vì có những ý kiến trái chiều với những gì đang diễn ra trong đất nước của họ. Vấn đề bắt đầu gia tăng vào cuối những năm 1980, khi ngày càng nhiều người Trung Quốc đi du học và nhiều thông tin về xã hội phương Tây đến được với giới trí thức trong nước. Kỳ vọng ngày càng tăng do những cải thiện kinh tế trong những năm 1980 đã dẫn đến áp lực ngày càng tăng từ sinh viên về điều kiện sống tốt hơn, thả lỏng các hạn chế đối với du học và tăng quyền tự do lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở những năm 1980, kinh tế của Trung Quốc chỉ bằng chưa tới 10% kinh tế của Mỹ, trong khi dân số thì cao hơn rất nhiều. Tóm lại, thời kỳ Đặng Tiểu Bình đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Trung Quốc.
Khi đất nước chuyển từ cách mạng sang cải cách, từ tập trung vào ý thức hệ sang tập trung vào phát triển kinh tế, mặc dù những cải cách của Đặng Tiểu Bình đã mang lại tăng trưởng kinh tế đáng kể và cải thiện mức sống cho người dân, nhưng cũng tạo ra những thách thức mới về bất bình đẳng xã hội và mong muốn về tự do chính trị lớn hơn. Sự căng thẳng giữa phát triển kinh tế và tự do chính trị này sẽ tiếp tục định hình quỹ đạo của Trung Quốc trong những thập kỷ tới. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.